Một đứa trẻ đen đúa lại có thể khiến vua của các vị thần không thể không cởi bỏ vương miện xuống. Chính khi vương miện sắp đặt xuống đất thì Sunny liền ngăn cản lại. Indra thơ ngây nghĩ rằng Sunny đã thay đổi chủ ý, anh ta liền đội vương miện lên lại. Anh ta tưởng mình có thể được miễn hình phạt, nhưng không ngờ Sunny lại yêu cầu Indra ở trước mặt mọi người xin lỗi mẹ mình. Bởi vì mẹ cậu mới thực sự là người bị hại chứ không phải là cha cậu thần mặt trời. Do đó thần Indra nên đem vương miện đặt dưới chân mẹ ta và xin lỗi một cách thành khẩn. Hành động này của Sunny đã vô tình khiêu chiến đến uy quyền của cha. Surya lớn tiếng trách mắng cậu ta là chồng của mẹ ngươi, theo lý mà nói thần Indra xin lỗi ta là điều đương nhiên. Hai cha con sặc mùi thuốc súng, Sunny vẫn nói lý lẽ, người bị thương là mẹ con, người cứu mẹ là con, người làm chồng như cha đã làm gì chứ? Trước mặt mọi người Sunny đã coi cha không ra gì, nhưng cậu nói thực sự rất có lý, cuối cùng Surya chỉ đành chấp nhận. Thần Indra nên xin lỗi mẹ ta, ngài định làm như thế nào đây hả thần Indra? Để ta đi mời mẹ ta đến hay là ngài tự mình đến tìm bà ấy? Indra giận đến tím mặt, Surya đích thân dẫn chúng thần đến tẩm cung của vợ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Sunny được mẹ bảo vệ ở sau lưng, Surya chẳng muốn làm gì cơ chứ? Sunny đã làm sai điều gì? Surya không nói lời nào, mắt trừng trừng nhìn hai mẹ con. Lúc này đại tiên gật đầu tỏ ý bảo thần Indra nên làm gì đó. Cùng lúc đó Sunny cũng dũng cảm bước ra. Indra đi đến trước mắt Chaya, cô rất là hoảng hốt, rốt cuộc ngài ta định làm gì cơ chứ? Đột nhiên Indra hai tay ôm lấy đầu cởi vương miện của mình xuống. Hóa ra là anh ta muốn xin lỗi Chaya. Đúng là phim Ấn Độ, làm quá hà, xin lỗi thì xin lỗi thẳng đi, cứ làm như có chuyện gì thần bí lắm. Chứng cứ xác thực Indra không thể không cởi vương miện đến xin lỗi Chaya. Tha thứ cho ta nữ thần Senhia, ta đã mất đi lý trí mới dùng cơn lốc đến tấn công người. Chaya vô cùng ngạc nhiên, cô ngạc nhiên không phải là vì Indra tấn công mình, mà ngạc nhiên vì một người cao ngạo như Indra lại đến xin lỗi mình. Phải biết rằng Indra là một người mồm mép, là kẻ nhỏ nhen thù dai. Sunny đi đến nói với mẹ mình, khi kẻ có tội đã thấy hối lỗi và cầu xin sự tha thứ, hung thủ sẽ được người bị hại tha thứ và cho thêm cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Chaya lại hoảng lên lần nữa, con bỏ qua dễ dàng cho ông ta như thế, sau này ông ta nhất định sẽ trả thù. Nhưng trước mặt nhiều người Chaya không tiện nói, ta đồng ý tha thứ cho ngài thần Indra. Indra bị sỉ nhục tức giận không xiết, anh ta vội vàng đi ra khỏi thần điện mặt trời, thậm chí quên cả vương miện. Lúc này Sunny đuổi theo, tay cậu cầm vương miện, Indra nhìn thấy thì tức tối. Ta sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục ngày hôm nay Sunny. Người đã phạm sai lầm rồi đó Sunny, vô cùng sai lầm. Khoảnh khắc hai người nhìn thẳng mặt nhau, Indra chợt hoảng sợ. Sunny nói, nếu như ngài còn phạm sai lầm thì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sunny, hãy biết giữ đúng bổn phận, nếu không ta sẽ khiến ngài phải hối hận. Đường đường là vua của các vị thần lại bị một đứa trẻ chỉ thẳng tay giáo huấn mà không nói lại được câu nào. Chỉ đành nhìn Sunny quay lưng ung dung bỏ đi. Sunny về lại phòng mẹ, cậu nói mình chỉ làm theo công lý mà thôi. Sự khiêm tốn và hiểu chuyện của Sunny khiến Chaya rất tự hào. Đồng thời cô rất lo lắng vì cậu luôn đặt mình vào chỗ hiểm. Sunny nói vì bảo vệ mẹ cho dù có nguy hiểm đến đâu cậu cùng sẽ sẵn sàng đón nhận, Chaya chỉ biết mỉm cười. Nhưng rất nhanh chuyện này đã khiến ba vị thần tối cao lo lắng. Họ cho rằng thần công lý của tương lai bắt buộc nên rời xa tất cả mọi tình cảm, để từ đó mới có thể đưa ra những phán quyết công bằng. Và thần Mơ Hát đã biết trước được là hai mẹ con họ sẽ xa cách. Nguyên nhân mà hai mẹ con họ xa cách sẽ do Indra kẻ có thù tắt báo này gây ra. Xem ra Sunny sẽ có một quãng đường rất dài phải đi. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người phải quỳ dưới chân ta, vậy mà hôm nay một đứa trẻ lại bắt ta chịu sỉ nhục như vậy. Ai ngờ Indra vẫn chưa kịp báo thù thì đã bị thần Surya đi trước một bước. Đêm hôm đó khi Sunny đang ngủ say, Surya đột nhiên xông vào phòng cậu rồi triển khai phép thuật. Chỉ thấy anh ta nhấc tay lên, hai luồng ánh lửa từ từ phóng về phía Sunny. Pháp lực của thần mặt trời vừa nóng bỏng lại chói mắt, đôi bàn tay càng lúc càng đưa cao, biểu cảm của Surya cũng khác lạ. Nhìn thấy như thế Chaya liền chạy đến ngăn cản chồng lại. Chàng đang tính làm gì với con trai của ta vậy? Surya gương mặt vô tội nói, Sunny vì chống lại cơn lốc để cứu nàng nên đã tổn hao sức lực lớn. Do đó ta chỉ muốn truyền năng lượng cho nó để nó nhanh hồi phục. Chaya lúc này mới biết mình đã trách lầm chồng. Surya thở dài nói, có lẽ là vận mệnh đã định mối quan hệ giữa ta và Sunny sẽ không hòa hợp. Ta vừa muốn cải thiện mối quan hệ với nó thì nàng lại đến ngăn cản, lẽ nào nàng cho rằng ta sẽ làm hại đến Sunny? Chaya nói ấp úng, mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta tưởng rằng chàng sẽ giận Sunny. Surya nói, ta quả thực rất giận, nó chưa được sự cho phép của ta đã tham gia buổi phán xử. Nhưng nghĩ lại nó cũng chỉ vì nàng mà làm vậy, hơn nữa đã thay ta sửa chữa lỗi lầm lớn. Ta sao có thể trách nó, nhưng nó rất là vô lễ, cách nó thực hiện thì quá lỗ mãng, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ đến sự tôn nghiêm của người khác.
Nhưng nó dù sao cũng là con của ta sao có thể căm hận nó. Chaya cảm thấy bất ngờ, cô cho rằng chồng mình cuối cùng đã tiếp nhận Sunny, nhưng sự thật là như vậy sao? Cố chấp và cao ngạo như Surya, ngài ấy thực sự sẽ chấp nhận đứa con như Sunny sao? Bạn nên nhớ rằng sự sỉ nhục cả đời của thần Surya đều là do Sunny gây ra. Quả nhiên sang sáng hôm sau, Surya bảo Yama chặn đường Sunny lại. Yama bắt đầu chế giễu Sunny. Có những người bản tính không đổi, lại không có trách nhiệm với việc mình làm, không quan tâm đến bậc tiền bối, lại không biết giữ thể diện cho người thân. Sunny nói, anh có gì thì cứ nói thẳng chứ đừng có bóng gió như vậy. Sunny, Yama là anh trai của con đó, do đó con nên biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. Dạ con biết rồi mẹ, nhưng để người khác tôn trọng thì phải biết cho đi tình yêu chứ không phải là cứ mỉa mai hay chế giễu. Nếu như tôn trọng người trẻ hơn thì các bậc tiền bối sẽ được người trẻ kính trọng. Yama xấu hổ nên tức giận, ta không muốn nhận bất cứ thứ gì từ ngươi cả Sunny à. Chaya vội vàng ngăn cản hai anh em dừng lại và truy hỏi Yama rốt cuộc đã có chuyện gì. Hóa ra là thần Surya muốn gặp Sunny bởi vì thần Indra đến tìm. Chaya muốn Sunny nhanh chóng qua đó bởi vì để thần Indra đợi lâu là không phải phép. Nhưng Sunny hiểu rõ là thần Indra hôm qua mới vừa bị mình bắt tháo vương miện mà hôm nay lại đến tìm. Chắc chắn là có âm mưu. Và lúc này Surya nhìn thấy Indra lại vô cùng tức giận bởi vì anh ta không chỉ lừa mình trước mà còn làm tổn hại đến thanh danh của tất cả thần tiên. Ta không hề có ý muốn làm thế thần Surya, nhưng ngài đã làm thế. Và bây giờ ngài còn tính làm gì nữa đây? Ngài đến đây có mục đích gì chứ? Không ngờ Indra với miệng lưỡi xảo quyệt đã nhanh chóng làm hạ cơn giận của Surya. Lúc này Sunny cũng vừa đến, Indra và Sunny lại đối mặt với nhau. Thần Indra đến đây với một đề nghị, Sunny. Indra vô cùng kinh ngạc, lão tử này lại chủ động đẩy Sunny vào hố lửa sao? Indra nói, trong buổi phán xử hôm qua các vị thần đã chứng kiến tài nghệ của ngươi. Do đó thần sư Rihabati muốn ngươi thay mặt thần Surya đến tham gia cuộc thi. Nếu thông qua cuộc thi này thì ngươi sẽ có thể trở thành một vị thần thực sự, danh chính ngôn thuận thành vị thần chủ trì công lý. Đây là một cơ hội ngàn năm hiếm có. Indra kẻ xảo quyệt này chỉ nói muốn Sunny tham gia cuộc thi mà không nói cuộc thi nguy hiểm ra sao. Ngươi chấp nhận lời mời này không? Sunny vốn thừa biết rằng Indra không hề có ý tốt gì, cậu không dễ dàng gì chấp nhận. Hơn nữa cậu cho rằng Yama là con trai trưởng, sẽ có tư cách tham gia cuộc thi hơn cậu. Indra nói lời su nịnh có thể khiến cho ta, vị vua của các vị thần nhận ra lỗi lầm và công khai trừng phạt, do đó ta cho rằng cậu là người thích hợp nhất. Câu hỏi quan trọng nhất là ngài thực sự có muốn đi trên con đường công lý hay là không? Indra sững sờ, không ngờ Sunny nhanh như vậy đã nhìn thấu được ý đồ của mình. Indra nói dối rằng ta chỉ là người truyền đạt. Sau đó Sunny lại hỏi câu hỏi thứ hai, ngài vì sao lại muốn ta tham gia vào cuộc thi và vì sao lại cảm thấy ta có đủ tư cách? Theo lý mà nói không phải là anh Yama mới có tư cách hay sao? Indra nói bởi vì hôm qua cậu đã xử sự công bằng, do đó các vị thần rất tán thưởng tài năng của cậu. Indra nói nhiều như thế chỉ là muốn đề cao Sunny và hạ bệ Yama. Yama cuối cùng cũng chịu không được, cậu ta nhất quyết muốn cùng Sunny tham gia cuộc thi, giành lấy vị trí làm thần công lý. Hóa ra mục đích của Indra chính là muốn hai anh em Sunny và Yami trở mặt thành thù. Nếu như Sunny muốn đi cậu ta phải đối chọi với Yama. Nếu như cậu không đi thì cậu sẽ mang tiếng là hèn nhát, thậm chí sẽ bị những vị thần khác vứt bỏ. Nhưng không ngờ rằng thần Surya lại đứng ra nói, con trai Yama của ta sẽ thay mặt ta tham gia cuộc thi này. Kế hoạch của Indra lại một lần nữa bị thất bại. Anh ta vốn muốn để hai anh em tham gia để chiến đấu với nhau, sau đó sẽ tìm cơ hội giết chết Sunny. Nào ngờ Surya lại chỉ muốn để mình Yama đi, thế là Indra lại dùng chiêu khích tướng. Anh ta chỉ trích Surya thiên vị. Biểu hiện của Sunny hôm qua mọi người đều công nhận, do đó Sunny mới là người có tư cách tham gia. Đồng thời đây cũng là ý của thần sư Rihabati. Nhưng Sunny đã từ chối còn Yama lại đồng ý, do đó chúng ta còn cần thảo luận điều gì nữa chứ thần Indra? Indra thấy vậy lại bắt đầu thuyết phục Sunny, chỉ cần cậu trở thành thần công lý thế thì mẹ cậu sẽ cảm thấy rất tự hào. Và nói đây là một sự vinh dự chưa từng có, ta dám bảo đảm chỉ cần cậu thông qua kỳ thi, cha của cậu sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác, có được chức vị này cậu mới có thể bảo vệ mẹ cậu tốt hơn, và cái giá mà cậu bỏ ra chỉ là rời xa gia đình có nửa năm. Sunny dao động rồi, cậu trước mặt thần Surya đề nghị mình cũng muốn tham gia cuộc thi này. Indra lộ ra nụ cười đắc ý, Yama lại chỉ trích Sunny cháo trở. Lúc đầu ngươi không đồng ý tham gia cuộc thi, nhưng khi cha phái ta đi thì ngươi lại nhảy ra phản đối, còn mở miệng ra nói lý lẽ. Sunny khuyên cậu ta nên từ bỏ sự kiêu ngạo, sự thiên kiến của mình. Ta, thần công lý của tương lai mà lại có thiên kiến với ngươi ư, hừm đừng có mơ. Thời gian 6 tháng rất dài, ta sợ chỉ một tháng ngươi cũng chịu không nổi. Hai anh em cứ tranh cãi mãi khiến Surya cũng thấy nhức đầu. Indra thấy vậy lại đề xuất ra ý kiến, nếu như cả hai đều tham gia thì sẽ không có vấn đề gì cả. Cuối cùng dưới lời đề nghị của Indra hai người đều đồng ý tham gia. Cùng lúc đó bệnh tình của Chaya lại trở nặng hơn. Cô đã nhìn thấy người vợ thực sự của thần mặt trời Sendaya sắp sửa kết thúc tu thiền định. Sendaya quay về thì Chaya sẽ thực sự biến mất hoàn toàn, dù sao cô cũng chỉ là cái bóng của Sendaya. Đã sống hơn 10 năm, lúc này cô chỉ còn có thời gian 30 ngày. Cho dù là thần Visukama cũng không có cách nào.
Chaya rất đau lòng bởi vì cô cuối cùng cũng không thể nhìn thấy Sunny trưởng thành. Cô chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Trong 30 ngày cuối cùng này con chỉ mong luôn được ở cạnh Sunny. Con không muốn nó rời xa con bất cứ phút giây nào. Nhưng cô không biết là Sunny sắp sửa rời xa nhà nửa năm trời để tham gia cuộc thi. Vừa hay lúc Sunny và Kakun nói chuyện với nhau thì đã bị Chaya nghe thấy. Chaya cảm thấy sụp đổ, một bên là tiền đồ của con trai, một bên là nỗi nhớ của mình. Cô rốt cuộc nên lựa chọn ra sao đây?